Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Chào Thường nhá, chào Thường nhá. Ok, trước khi vào buổi học thì có ai có câu hỏi gì không nhỉ? Ai có câu hỏi gì liên quan đến các bài học trước? Tôi vừa mới lên lại cái video mà nó sẽ tóm tắt hơn về cái gì nhỉ? Về cái hướng dẫn viết phần tổng quan ấy. Thì anh em không biết anh em đã có thời gian xem chưa? Nếu mà chưa xem thì dành thời gian xem nhé. Và khi xem thì nhớ nhớ like nhé, nhớ like, học thấy hay thì có thể share về, copy về cái nơi mà giữ, đúng không? Bởi vì những cái kiến thức này là những kiến thức mà rất là tổng hợp. Ngày xưa tôi muốn có những cái kiến thức này thì tôi tìm mãi cũng không có đâu. Kiến thức này là kiến thức rất là tổng hợp đấy. Alo, alo, có ai có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì không? Về những phần trước, về những cái nội dung liên quan đến xác định vấn đề nghiên cứu này, đặt vấn đề này, rồi thì tổng quan tài liệu này. Im lặng vậy, sao mà im lặng vậy? Trong này có bạn nào là bạn những bạn nào là bạn mới, tức là chưa, hoặc là những bạn nào bạn chưa từng học một cái khóa học nào của tôi, có thể giơ tay cái, hoặc là có thể đây có một số bạn học, một số bạn đã từng học rồi đúng không? Ok, Trinh chưa học. Nếu mà ai chưa học thì đánh số 0 hộ tôi cái nào. Đánh số 0 lên chat cái tôi biết. Có Trinh chưa học. Trâm Tâm Anh chưa học đúng không? Hưng à Trinh. Rồi. Ok. Ai chưa học đánh số 0 đấy nào. Chưa từng học khóa nào. Ô. Sao lại Vàng Thị La lại đánh số 0 rồi sao? Học rồi mà. Học khóa 19 rồi mà sao nhỉ? Ok. Thế thì chúng ta bắt đầu nhá. Anh em nghe nhầm. Ok, rồi. Đúng rồi. Ok, không sao. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Anh em không có câu hỏi gì và không có câu hỏi gì và không có câu hỏi gì liên quan đến các những cái buổi lần trước thì thôi chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi học ngày hôm nay. Thì anh em có muốn tôi chia sẻ một chút về lý thuyết không nhỉ? Anh em có muốn tôi chia sẻ một chút về lý thuyết không nhỉ? Ai mà muốn tôi chia sẻ về lý thuyết đánh số 1 cái, còn không thì có thể vào phần, nếu anh em thấy phần này chắc rồi thì chúng ta có thể vào cái phần hỏi đáp luôn đấy. Còn anh em muốn tôi chia sẻ về về phần lý thuyết đúng không? Chúng ta cần phải có cơ sở lý thuyết, hiểu xem là cái phần này nó cần phải viết cái gì và cái dàn bài chính nó như thế nào, đúng không? Ok, rồi nhiều anh em. Rồi. Ok. Rồi, thế còn một số anh em khác thì sao? Ok. Rồi. Thế thì trước khi mà vào buổi học này thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa là đây là cái số Zalo của tôi nhé. Thì anh em có thể kết bạn Zalo với tôi, cần hỏi có cái vấn đề gì đấy, cần tư vấn, cần hỏi thì có thể kết bạn Zalo với tôi, đúng không? Và xa hơn nữa thì tôi có cái khóa, cái nhóm Zalo, thì có cái nhóm, tôi có cái nhóm nhóm Zalo số 1 thì nó đầy người rồi. Thì bây giờ đang cái nhóm Zalo số 2 này thì nó khoảng 500-600 người rồi đấy. Thì anh em tham gia vào cái nhóm này nhé. Tham gia vào nhóm này thì thỉnh thoảng tôi sẽ chia sẻ các kiến thức lên đấy và các cái thông tin liên quan đến các cái khóa học hoặc là liên quan đến các cái video mới đấy. Hoặc là anh em có cái vấn đề gì đó hỏi đáp thì mọi người có thể hỏi trên này nhé. Đấy, thì đây là cái đường dẫn này đấy. Và một số anh em ở đây
Tôi biết là rất là nhiều anh em ở đây đã đăng ký kênh YouTube của tôi rồi. Thế còn một số anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của tôi nhé. Để khi đăng ký kênh thì sẽ nhận được các cái thông báo về các video mới hơn. Đấy, những cái video thú vị tiếp 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 sau đây. Thì tôi cũng đang lên kế hoạch làm một số các video rất là hay để anh em cố gắng. Anh em đăng ký đúng không? Và những cái video nào mà anh em xem mà thấy nó hữu ích thì nhớ like đúng không? Nhớ like giúp tôi để tôi có thêm động lực đúng không? Đấy, mọi người có thể vào cái kênh YouTube của tôi nhé. Đấy, mọi người đánh chữ Vũ Duy Kiên này là có thể tìm thấy cái kênh của tôi. Thế và có một cái điều nữa là đặc biệt nữa là mọi người có thể, đây là kênh YouTube của tôi nhé. Và có một điều đặc biệt nữa là hiện nay anh em có thể tìm thấy những cái chủ đề mà liên quan đến nghiên cứu mà anh em quan tâm bằng cách là mọi người đánh tên của cái chủ đề đó. Mọi người đánh tên của chủ đề đó, ví dụ như là mọi người muốn tìm hiểu về EndNote chẳng hạn, ví dụ như là hướng dẫn EndNote nhé, EndNote chẳng hạn, ví dụ như vậy, xong đánh chữ Vũ Duy Kiên vào cuối này. Đấy thì mọi người sẽ tìm được các cái bài mà liên quan đến cái việc mà tôi hướng dẫn EndNote, đúng không? Thì đấy là cách dễ nhất để mọi người có thể tìm kiếm. Thì đây cũng là một trong số những cái kỹ năng tìm kiếm tài liệu mà anh em có thể áp dụng. Hoặc là mọi người có thể tìm kiếm về về tính cỡ mẫu, đúng không? Tính cỡ mẫu này. Cỡ mẫu này, đúng không? Đấy. Đấy thì mọi người có thể ra được các cái video liên quan đến tính cỡ mẫu này. Đấy. Hoặc là mọi người cũng có thể tìm các cái bài liên quan đến riêng nguyên về nghiên cứu thôi, đúng không? Nghiên cứu này. Nghiên cứu nhé. Nghiên cứu này. Đấy. Thì xem có các cái bài nào đấy, về nghiên cứu đấy, mọi người có thể tìm thấy được các cái bài liên quan đến nghiên cứu một cách rất là dễ dàng theo cái kỹ năng mà tôi vừa mới chia sẻ. Anh em thấy có được không? Có làm được không? Ok. Tiếp theo nha. Ok, bây giờ chúng ta quay lại, trước khi chúng ta sang bài mới thì chúng ta quay trở lại một chút để chúng ta nhớ lại đúng không? Cái này là cái nhớ lại thôi, cái này tôi đã dạy từ mấy buổi trước rồi đấy. Thì để mà chúng ta tiến hành được một cái nghiên cứu thì chúng ta cần phải xác định xem là cái loại nghiên cứu của chúng ta là thuộc loại gì đúng không? Thì đối với nghiên cứu anh em trong ngành y của chúng ta thì chúng ta sẽ biết tới hai loại. Loại thứ nhất là nghiên cứu định lượng và hai là nghiên cứu định tính. Và hầu hết thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nghiên cứu định lượng này là chính này, đúng không? Định lượng tức là chúng ta sẽ cân đong đo đếm được các thứ đấy, đúng không? Thế còn định tính này thì nó sẽ thiên về cái phần xã hội học. Tức là chúng ta làm các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và sau đó thì chúng ta dùng các cái phương pháp rất là khác. Đấy, nó không không cần phải sử dụng các cái phần mềm thống kê, đúng không? Đấy, cái này là một cái mảng khác. Thế còn hầu hết chúng ta sẽ đi theo hướng này, đúng không? Khi mà chúng ta đi theo hướng định lượng rồi thì có nghĩa là chúng ta muốn phát hiện được một cái vấn đề gì đó trong quần thể hay là một cái chỉ số gì đó trong quần thể, đúng không? Mà khi lúc đó là gì? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể gọi là đo lường hết toàn bộ quần thể được, mà chúng ta sẽ phải lấy mẫu, đúng không? Đấy thì đây là cái khái niệm rất là cơ bản. Anh em nào mà chưa rõ, chưa chưa nắm được cái mô hình này thì xem lại các video trước và xem lại các cái buổi live stream trước của tôi nhé, để rõ hơn về cái này. Tôi không nhắc lại nữa. Và đây chính là một cái thành phần của một cái đề cương nghiên cứu. Đấy, thì tôi đề cập ở đây nó có 9 cái thành phần chính này. Đầu tiên là phải có tiêu đề nhé. Tất nhiên nó còn có các cái râu ria phía ngoài nữa. Thế nhưng mà đây là những cái thứ chính mà chúng ta cần phải có đối với một cái đề cương nghiên cứu. Và thực tế thì tôi nói cái điều này bởi vì tôi biết rằng là hầu hết anh em ở đây là chúng ta đều là gì? Đều là những người mới. Những người mới thì bao giờ cũng phải bắt đầu từ đề cương nghiên cứu, đúng không? Thế còn khi mà anh em mà đã làm xong rồi thì anh em lúc đấy nó sẽ thành một cái báo cáo nghiên cứu, đúng không? Nó sẽ phải là thành phần của một cái báo cáo nghiên cứu hoặc là thành phần của một cái luận văn nghiên cứu hay là một cái bài báo để chuẩn bị xuất bản, đúng không? Thì cái tư duy đấy thì nó cũng tương tự như này thôi, nhưng mà nó sẽ thay vì cái chỗ dự kiến này, đúng không? Hay thay vì dự kiến này thì nó sẽ đổi sang phần kết quả và phần bàn luận, đúng không? Những cái phần kế hoạch này thì mình sẽ bỏ đi, đúng không? Sau đó là đến phần tài liệu tham khảo luôn thôi. Thế thì bây giờ tôi đoán ở đây là hầu hết anh em là đều những người mới, đúng không? Mà người mới thì phải bắt đầu từ đề cương. Đấy, vì sao phải làm đề cương? Vì đơn giản là gì? Đề cương nó như là một cái kim chỉ nam, đúng không? Là một cái để giúp cho chúng ta định hướng để chúng ta có thể hoàn thành được cái nghiên cứu của chúng ta. Đấy, hiểu nôm na như vậy. Và chúng ta thấy ở đây là gì? Buổi trước thì tôi đã từng hướng dẫn anh em về cách xác định vấn đề nghiên cứu rồi, đúng không? Thì xác định được vấn đề nghiên cứu thì chúng ta mới có thể hình thành nên cái tiêu đề, đúng không? Tất nhiên là cái tiêu đề này nó không có nghĩa là nó sẽ tồn tại từ đầu đến cuối, đúng không? Mà nó sẽ có thể thay đổi theo thời gian, đúng không? Thế nhưng mà
Nhưng mà gì, những cái phần khác thì hầu như là nó có cập nhật thôi, nhưng mà hầu như là nó sẽ không thay đổi nhiều, đúng không? Đầu tiên là tiêu đề này, sau đó đặt vấn đề này và có mục tiêu nghiên cứu này, sau đó là đến cái phần tổng quan tài liệu, đúng không? Buổi tuần trước là chúng ta học về tổng quan tài liệu rồi, đến buổi này thì chúng ta sẽ tập trung vào phần phương pháp nghiên cứu nhé. Thì cái phần phương pháp nghiên cứu này đối với lại một cái đề cương nghiên cứu ấy, nó là một cái phần quan trọng nhất. Đấy, cái phương pháp nghiên cứu này là nó sẽ giúp cho chúng ta để có thể triển khai được cái nghiên cứu của chúng ta, đúng không? Đấy, thì nhắc lại một chút là gì? Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần này, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về bố cục của một cái đề cương nghiên cứu. Thì cái này tôi cũng đã từng nói ở trong một cái video rồi, thì anh em có thể xem mấy cái video gần đây này, thì tôi đã nói về cái bố cục của một cái đề cương nghiên cứu. Đồng thời thì tôi cũng chia sẻ một số các cái hướng dẫn, một số các cái hướng dẫn hoặc là một số các cái khung để chúng ta có thể phát triển một cái đề cương nghiên cứu của một số các cái cơ sở đào tạo. Đấy, thì họ có những cái đấy thì tôi thu thập được, thì tôi chia sẻ lại. Thế thì tất nhiên là mỗi một cơ sở đào tạo thì có thể có một một chút gì đó khác biệt. Thế nhưng mà hầu như chúng ta sẽ phải theo cái cấu trúc như này, đúng không? Cấu trúc như này, đầu tiên là trang bìa rồi các thứ này, sau đó là đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu này, tổng quan tài liệu này, đúng không? Và đến theo chương nhé, đúng không? Chương 1 này, đến chương 2 là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đúng không? Thì đây chính là cái mà chúng ta quan tâm, đúng không? Thì còn những cái thứ khác thì dần dần nhé. Nếu mà anh em mà muốn thì buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn anh em trình bày phần kết quả, và sau sau đó nữa là đến phần bàn luận và những cái phần khác. Đấy, nếu anh em mà quan tâm, đúng không? Đấy, anh em nào quan tâm thì nhớ nhớ phản hồi lại, đúng không? Rồi, thì như là các cái thành phần khác của một cái đề cương nghiên cứu hoặc là của một cái báo cáo nghiên cứu, thì chúng ta cần phải biết được là cái phần đó nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi gì. Thì khi chúng ta biết được là cái phần đó giúp chúng ta trả lời câu hỏi gì thì chúng ta mới dễ dàng có thể hoàn thành được nó, đúng không? Thì đối với phần phương pháp nghiên cứu thì nó sẽ trả lời câu hỏi gì đây? Đáng nhẽ tôi sẽ hỏi anh em nhé. Nhưng mà thôi tôi trả lời luôn này. Ok. Thì cái phần phương pháp nghiên cứu thì nó sẽ trả lời câu hỏi là chúng ta thực hiện cái nghiên cứu này bằng cách nào? Thực hiện nghiên cứu này bằng cách nào? Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ cần phải viết để làm sao nó toát lên được điều đó, được chưa? Đấy. Và để mà trả lời được cái phần trả lời được cái câu hỏi là thực hiện nghiên cứu này bằng cách nào, thì đây chính là cái nội dung chính mà chúng ta cần phải có ở trong một cái đề ở trong một cái phần gì nhỉ, phương pháp nghiên cứu. Đấy. Thực ra thì một số cơ sở đào tạo hoặc là một số cái hướng dẫn thì họ họ yêu cầu viết là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đúng không? Thì còn lại một số thì họ sẽ chỉ cần ghi là phương pháp nghiên cứu là được rồi, đúng không? Đấy. Thì tùy nhé, thì tùy theo hướng dẫn nào đó thì chúng ta sẽ theo hướng dẫn đấy. Và đây chính là những cái nội dung cần có. Và cái phần phương pháp nghiên cứu này nó quan trọng, bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng được cái việc là chúng ta cần phải làm gì, hay là cũng giúp cho những cái người bình duyệt hoặc là cái độc giả của chúng ta biết là chúng ta làm thế nào để chúng ta hoàn thành được cái nghiên cứu này. Và một cái thứ ba nữa là tối quan trọng, đó là liên quan đến các cái nghiên cứu mà những cái nghiên cứu tốt ấy. Đấy, ok, chào một số anh em mới vào thêm nhé. Đấy, lớp chúng ta cũng đông đông lên rồi đấy. Anh em nhắc lại một lần nữa nhé. Anh em có thể chia sẻ cái đường link vào cái lớp học này thoải mái nhé. Đấy, không có hạn chế gì cả, không có giấu giếm gì cả. Chia sẻ thoải mái. Thử uống cốc nước cái cho nó ngọt giọng. Và một cái điều tối quan trọng của cái phần mà phương pháp nghiên cứu này này, nó là cái tính lặp lại. Tức là giúp cho những cái người về sau, nếu mà họ cũng thực hiện theo đúng cái phương pháp này thì họ vẫn có thể tạo ra được cái nghiên cứu tương tự, đúng không? Nghe cái này thì một số anh em mà mới làm nghiên cứu thì nghe cái này cảm giác là lạ lẫm lắm, nhưng mà mọi người biết rằng là gì, cái này nó là một trong số những cái chuẩn mực thế giới đấy. Càng về sau này thì họ sẽ càng yêu cầu cái việc là lặp lại của nghiên cứu, tính lặp lại của nghiên cứu, đúng không? Để nó tránh cái trường hợp là chúng ta bịa ra một cái nghiên cứu nào đó. Ok, cái này là cái mà người Việt Nam chúng ta là yếu nhất nhé. Tôi nói như vậy mọi người đừng có cảm thấy tự ái, nhưng đó là sự thật. Ok, thế thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Anh em nào phản đối thì có thể lên tiếng hoặc là đánh vào phần chat để tôi biết là anh em không đồng ý, đúng không? Nếu anh em mà cảm thấy tôi nói
đồng ý thì thả tim thôi. Thế còn nếu mà anh em nào mà thấy không đồng ý hoặc là không hứng thú nghe thì có thể thoát khỏi nhóm, đúng không? Ok, giờ tiếp tục nhé. Thì bây giờ nội dung chính mà cần phải có để nó thể hiện được, để nó có thể trả lời được cái câu hỏi là chúng ta làm cái gì, đúng không? Ok, cảm ơn một số anh em live stream, cảm ơn nhé. Xem live stream ở trên fanpage, ok, rất là nhiều team. Ok, thế thì đầu tiên là gì? Là thiết kế nghiên cứu, đúng không? Chúng ta cần phải thể hiện được là cái thiết kế nghiên cứu là gì, đúng không? Cái thiết kế nghiên cứu này thì tôi đã trình bày ở trong một số các cái video trước đây. Tí nữa tôi sẽ nhắc lại một chút về cái thiết kế nghiên cứu để anh em để anh em nhớ nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải những cái nội dung chính mà cần có là bao giờ chúng ta cũng cần phải thể hiện được cái phần gọi là thiết kế nghiên cứu này. Tiếp đến là gì? Là chúng ta trình bày về bối cảnh nghiên cứu. Đấy, thiết kế nghiên cứu trong tiếng Anh nó gọi là study design, đúng không? Tiếp theo là bối cảnh nghiên cứu thì nó gọi là setting, tức là chúng ta cần phải thể hiện được là cái nơi mà chúng ta tiến hành nghiên cứu này. Đôi khi chúng ta cần phải thể hiện là gì? Là thời gian chúng ta tuyển chọn các đối tượng vào nghiên cứu này, thu thập số liệu này, thời gian thu thập số liệu này, thời gian theo dõi nhé. Cái này là thời gian nhé, chứ không phải thu thập, thời gian tuyển chọn, thời gian thu thập số liệu và thời gian theo dõi các thứ, đúng không? Nó liên quan đến bối cảnh mà chúng ta tạo ra một cái bối cảnh. Đấy, đúng không? Nghiên cứu là nó phải phải đặt vào trong một cái bối cảnh nào đó. Đấy, thì đây chính là cái phần mà chúng ta thể hiện cái bối cảnh đó. Tôi tiến hành nghiên cứu này ở bệnh viện Bạch Mai, đúng không? Ở khoa nào đấy, đúng không? Ở khoa chấn thương chẳng hạn, hoặc là ở khoa mà gì nhỉ? Khoa 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 thận tiết niệu chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy, đúng không? Đấy. Và cái thời gian tôi tuyển chọn là trong vòng bao nhiêu lâu, đúng không? Tôi thu thập các cái số liệu này như thế nào, tôi lấy ở bệnh án và sau đó là gì? Là tôi hỏi người bệnh chẳng hạn, đúng không? Và tôi theo dõi họ trong vòng bao nhiêu lâu, nôm na là như vậy, đúng không? Đấy. Tiếp theo là gì? Là chúng ta nói đến cái phần đối tượng nghiên cứu, đúng không? Đối tượng nghiên cứu trong tiếng Anh nó gọi là participant, đúng không? Thì cái phần đối tượng nghiên cứu này là thì chúng ta cần phải nêu rõ là gì, là tiêu chuẩn lựa chọn của chúng ta là gì và tiêu chuẩn loại trừ là gì. Cái phần này là cái phần mà nghe thì dễ nhưng mà tôi cảm giác như anh em sẽ cảm thấy rất là bối rối. Một số anh em còn còn tự ngày xưa tôi cũng thế, mới bắt đầu làm nghiên cứu bảo sao tự nhiên đối tượng nghiên cứu thì mình cứ nói đối tượng nào là đối tượng đấy rồi lại còn phân ra là tiêu chuẩn lựa chọn với tiêu chuẩn loại trừ làm gì cho nó rắc rối, đúng không? Nhưng mà cái đấy, nhưng mà thực tế thì gì, cái này nó là cái thứ rất là quan trọng mà nó là gì nhỉ, nó là một cái chuẩn mực quốc tế. Đấy, chuẩn mực quốc tế là chúng ta cần phải làm rõ cái đối tượng của chúng ta là gì. Tiêu chuẩn lựa chọn là cái tiêu chuẩn mà giúp cho chúng ta lấy được bệnh nhân vào trong cái nghiên cứu của chúng ta. Còn cái tiêu chuẩn loại trừ, đúng không? Tiêu chuẩn loại trừ là cái tiêu chuẩn mà ở trong đó nó sẽ có những cái đối tượng mà nó sẽ bị làm nhiễu cho cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Chính vì vậy nên chúng ta phải loại 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 nó ra. Ví dụ như chúng ta nghiên cứu về về một cái bệnh gì đấy chẳng hạn. Đấy. Hoặc là một cái triệu chứng hoặc là một cái vấn đề gì đó chẳng hạn. Thế nhưng mà những cái đối tượng đấy nó có thể nó có những bệnh nền hoặc là có những bệnh khác chẳng hạn. Nó có thể gây nguy hại sức khỏe hơn là cái bệnh mà chúng ta đang đang nghiên cứu, thì chính vì vậy nên chúng ta cần phải loại ra, bởi vì khi chúng ta đưa một cái can thiệp vào thì cái việc mà nó cải thiện sức khỏe hoặc là cái việc thay đổi sức khỏe đó nó không phải nó chưa chắc đã là gì, bởi vì là nó có cái yếu tố nhiễu nên là chúng ta không thể khẳng định được là cái việc mà chúng ta đưa cái can thiệp đấy vào nó có tác động cho tác dụng tốt cho bệnh nhân hay không. Đấy, chính vì vậy nên là gì, nó phải có tiêu chuẩn loại trừ nhé, có tiêu chuẩn loại trừ, đúng không? Đấy, ok, cái phần mà tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ này thì tôi sẽ nói rất là kỹ trong cái lớp mà bác sĩ nghiên cứu khoa học ấy. Đấy, cái lớp mà nghiên cứu khoa học thì tôi sẽ giải thích anh em là chúng ta nên 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 như thế nào, và thậm chí là trong những khóa học đấy thì khi anh em biết những phần này thì tôi sẽ chữa trực tiếp cho, đúng không? Chúng ta chỉ có thể học được khi mà chúng ta thực sự làm và sau đó thì có ai đó chữa cho chúng ta, đúng không? Rồi, tiếp theo là đến cái phần biến số, đúng không? Chúng ta cần phải trình bày phần biến số. Thì cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta cần phải xác định được cái biến phụ thuộc, đúng không? Cái biến phụ thuộc chính là cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta, đúng không? Cái này là cái mà anh em rất là yếu, rất là yếu. Đôi khi chúng ta gọi là luôn luôn bối rối trong cái việc là xác định cái biến phụ thuộc. Đấy. Và rất là khó khăn trong việc là phân biệt giữa vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Cái này là cái rất yếu của anh em. Nói mồm thì nó dễ nhưng mà khi mà thực hành ấy, thì nó mới khó, đúng không? Khi mà làm thì mới khó. Thì chúng ta cần phải có là gì, biến phụ thuộc này. Biến phụ thuộc chính là vấn đề nghiên cứu của chúng ta, đúng không? Mà để mà có thể làm được, xác định được cái biến phụ thuộc một cách dễ nhất thì chúng ta phải nhớ cái câu này cho tôi, là biến phụ thuộc là một cái biến mà chúng ta có thể định nghĩa được và sau đó thì chúng ta
có thể là đo lường được nó, đúng không? Càng đơn giản các cái biến số đó, đó càng đơn giản càng tốt, mà chúng ta cố gắng phải làm cái thứ gì đó chúng ta có thể đo lường được nó, đúng không? Đấy, ví dụ đơn giản một số bạn sẽ hỏi là nói như vậy thì nó hơi trừu tượng đúng không? Nhưng mà đơn giản chúng ta hình dung như này này, cái biến phụ thuộc đấy dễ nhất, ví dụ như là mắc bệnh hay không mắc bệnh đúng không? Dạng biến nhị phân này, hoặc là gì? Hoặc là tử vong hay không tử vong này, tái phát hay không tái phát này, đơn giản như vậy thôi đúng không? Hoặc là một số bạn mà làm các cái nghiên cứu mà liên quan đến các cái chỉ số cơ thể gì đấy chẳng hạn, thì cái biến phụ thuộc của bạn có thể là gì? Có thể là một cái chỉ số nào đó, ví dụ như chỉ số đường huyết, chỉ số mỡ máu, hoặc là cái chỉ số mà huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu gì đấy chẳng hạn, kiểu như vậy đúng không? Đấy. Thì những cái thứ mà tôi vừa nói thì mọi người thấy rõ ràng là gì? Là tôi có thể đo lường được đúng không? Và tôi có thể định nghĩa được nó đúng không? Và tôi có thể đo lường được nó đúng không? Tiếp theo đến là các cái biến độc lập, hay nó gọi là independent variable đúng không? Hoặc là các biến factor, tức là các cái biến mà các cái yếu tố đấy, thì chúng ta cần phải xác định được các cái biến số nó liên quan đến đến cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta đúng không? Thì cái này cũng là liên quan đến một cái kỹ năng nữa cũng rất là hay ho. Thì khi chúng ta muốn muốn có một cái bộ biến số chuẩn thì chúng ta cần phải có tư duy để chúng ta có thể xây dựng cho mình được một cái bộ công cụ để thu thập được số liệu đúng không? Thì tôi cũng có một cái khóa học gọi là khóa chế tạo bệnh án nghiên cứu, khóa đấy là khóa rất là đặc biệt. Thì trong cái khóa đấy thì tôi sẽ định hướng để cho anh em có thể tạo ra được một cái công cụ nghiên cứu để đảm bảo là gì, chúng ta có đủ biến số. Đấy, bởi vì nếu anh em mà không được học, không ai định hướng những cái việc đấy thì anh em sẽ cảm thấy rất là bối rối, tức là chúng ta không biết là chúng ta nên lấy biến số nào, đấy, lấy bao nhiêu cho đủ, biến này có cần không hay là không. Đấy, thế nên là nếu mà chúng ta không được học thì đôi khi chúng ta biến cần thì lấy, đáng nhẽ biến không cần thì lại lấy, còn biến cần thì lại không có, đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Không biết là thế nào là nhiều, thế nào là ít, đúng không? Có khi có bạn thì lấy cả hàng hàng trăm biến, nhưng mà cuối cùng là để lúc mà phân tích thì chẳng đâu vào đâu cả, đúng không? Đấy. Và đối với lại nếu mà chúng ta viết bài báo nhé, khi mà chúng ta viết bài báo thì cái phần biến số này thì chúng ta chỉ cần phải mô tả trong một hoặc là hai cái paragraph thôi. Thế còn đối với lại anh em mà làm các cái luận văn luận án ấy, thì chúng ta đôi khi là một số cơ sở đào tạo hoặc là một số thầy muốn ấy, thì là sẽ yêu cầu chúng ta kẻ bảng đúng không? Kẻ bảng nó bao gồm cả biến số và chỉ số, biến số này, chỉ số này, loại biến số này và cách thu thập đúng không? Đấy, thường chúng ta sẽ kẻ thành bốn cái bảng như vậy. Ở đây nó có hai cái khái niệm, khái niệm thứ nhất là biến số và hai là chỉ số đúng không? Đây là hai cái khái niệm mà anh em cũng luôn luôn cảm thấy bối rối đúng không? Đấy, nếu anh em nào hỏi thì tôi sẽ trả lời, còn không thì đấy, tôi cho rằng là anh em biết rồi thôi nhá. Ok, tiếp theo này là nguồn số liệu. Đấy, tiếp theo là chúng ta cần phải mô tả rõ là về nguồn số liệu và cách đo lường. Thì ở cái phần trước ấy là tôi đã nói về cái phần biến số này rồi. Thì khi nói phần biến số này rồi thì khi mà chúng ta kẻ bảng này này thì đôi khi chúng ta sẽ lồng cái phần này vào. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta không kẻ bảng nhé, đặc biệt là lúc mà chúng ta viết bài ấy, thì đôi khi chúng ta cũng phải đề cập đến cái việc này, tức là thể hiện là gì, ví dụ như là một số các cái biến số đặc biệt nào đấy chẳng hạn, chúng ta cần phải đo lường. Nói đơn giản nhé, nói khó khó thì anh em sẽ khó hình dung. Nói đơn giản là gì, ví dụ như chúng ta muốn đo lường về về gọi là gì nhỉ, suy suy dinh dưỡng đúng không? Giả sử như anh em muốn nói về cái biến gọi là suy dinh dưỡng hoặc là béo phì chẳng hạn đúng không, thì đầu tiên chúng ta cần phải phải dùng cái gì nhỉ, chiều cao với cân nặng đúng không, hoặc là chúng ta dùng cái bảng mà phát triển đấy đúng không, thì chúng ta cần phải mô tả ra là gì, là đối với người lớn chẳng hạn đúng không, đối với người lớn trẻ lớn chẳng hạn thì mình sẽ nói là gì, tôi sẽ đo chiều cao, tôi đo cân nặng, sau đó tôi tính BMI, sau đó tôi lấy cái ngưỡng như này để tôi nói là béo, ngưỡng như này tôi gọi là gầy, kiểu kiểu như vậy đúng không? Thì đấy là cái ý nghĩa của cái này đúng không? Cái nguồn số liệu là chúng ta thể hiện là cái nơi mà chúng ta thu thập số liệu đúng không? Đấy, nơi thu thập số liệu là có thể chúng ta đo trực tiếp đúng không, hoặc là chúng ta có thể lấy từ từ các cái nguồn số liệu có sẵn đúng không, nguồn số liệu ví dụ như là trên bệnh án hoặc là trong cái thông tin phần mềm của bệnh viện chẳng hạn, kiểu kiểu nôm na như vậy. Ok xong nhá, tiếp theo này chúng ta cần phải có một cái phần gọi là sai số và cái cách khắc phục này, sai số và cách khắc phục đúng không. Vừa rồi tôi có một cái video tôi nói về sai lầm và sai số đấy, thì anh em có thể xem thêm cái video đó để biết nhé, là về sai số nhé. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ cần phải có cái phần là tính toán cưỡng mẫu đúng không? Đấy. Trong tiếng Anh cái sai số thì nó gọi là bias đúng không? Bias hoặc là error đúng không? Bias thường người ta sẽ nói là bias. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần gọi là tính toán cưỡng mẫu. Đấy. Tính toán cưỡng mẫu nó gọi là study size hoặc là sample size cũng được.
đúng không? Thì chúng ta cần phải nói rõ là cách chúng ta tính cơ mẫu như nào. Đấy, cái này là cái mà anh em chúng ta nhiều anh em là cảm thấy rất là bối rối, bởi vì là không hiểu vì sao mà chúng ta cần phải tính cơ mẫu và không biết là chúng ta tính cơ mẫu chúng ta dựa vào đâu. Đấy, thì thực tế là như thế này này, tất cả một cái nội dung nghiên cứu ấy thì tất cả các thứ ở trong một nghiên cứu thì nó sẽ có các cái mối liên quan đến nhau, chẳng qua là anh em chưa biết thôi. Thế thì cái tính toán cơ mẫu này này nó phải liên quan đến cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta, mà liên quan đến vấn đề nghiên cứu của chúng ta thì nó chính là cái biến này này, nó chính là cái biến phụ thuộc, hay hay người ta còn gọi là cái biến outcome ấy, hay là cái biến dependent này này. Đấy, thì những cái đấy nó phải liên quan đến nhau. Mục đích của tính toán cơ mẫu là gì? Là cái việc mà chúng ta tạo ra được một cái mẫu, chúng ta phải có một có một cái mẫu đủ lớn đúng không, để chúng ta có thể xác định được cái vấn đề đấy. Hiểu hiểu nôm na là như vậy, giống như kiểu là gì, chúng ta đi bắt cá đúng không, chúng ta có một cái nơm đúng không, anh em nào ở nhà quê thì biết, anh em ở thành phố thì có thể không biết đúng không? Cái nơm này khi chúng ta chụp xuống một cái thì chúng ta bắt được con cá, thì tóm lại là gì, cái vành của cái nơm đấy nó phải đủ lớn, nó đủ lớn để khi chúng ta chụp xuống cái thì chúng ta bắt được con cá. Thế thì tính toán cơ mẫu nó cũng tương tự như vậy, tức là chúng ta sẽ cần phải có một cái số lượng đối tượng đủ lớn để chúng ta có thể phát hiện được cái vấn đề ở trong đó, được chưa? Đấy, ok. Rồi tiếp theo nhé, là đến cái phần này này là giải thích cái việc phân nhóm biến số. Thì cái này nói hơi trừu tượng một chút, nhưng mà nó chủ yếu là nó liên quan đến cái việc là đôi khi trong nghiên cứu của chúng ta nó có một số các cái biến, một số các cái biến mà ở cái này viết sai chính tả rồi, sai lỗi, sorry nhá. Một số anh em mà soi soi thì thấy là sai lỗi chính tả thì thứ lỗi cho tôi nhá. Phan đi tay tip. Đây, đúng không? Đấy. Không biết có đúng không? Đấy. Thỉnh thoảng vẫn phải có lỗi đúng không? Để thử xem cái này là như nào. Xem có đúng không? Quantitative. Ok, đúng rồi. Đấy. Có một cái buổi live stream trước thì tôi có đánh nhầm cái chữ là continuous, thì một số bạn phát hiện ra thiếu chữ y hay là cái hay thừa chữ y gì đó. Ok, đó. Rồi nhá, thì cái này nó thể hiện là cái việc là gì, một cái cỡ mẫu, một cái biến số của chúng ta là một cái biến định lượng đúng không, biến quantitative là biến định lượng. Thì đôi khi chúng ta sẽ phải chia nhóm như thế nào, chúng ta phải giải thích rõ là vì sao chúng ta chia nhóm như vậy. Nhớ lại lúc trước là tôi nói đến cái BMI đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải nói là gì, tôi sẽ chia thành 3 nhóm đúng không, nhóm nhỏ hơn 18 này, nhóm từ 18 đến 25 này, và nhóm trên 25 đúng không. Nhỏ hơn 18 thì tôi gọi là nhóm nhóm suy dinh dưỡng hoặc là nhóm gầy, còn cái nhóm mà trên 25 thì tôi quy nó là gì, là nhóm béo béo phì đúng không, kiểu kiểu như vậy. Hoặc là nhóm tuổi đúng không, chúng ta sẽ chia thành các nhóm tuổi, hoặc là chúng ta có một cái chỉ số nào đó thì chúng ta dựa vào một cái công thức hoặc một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta chia thành các cái nhóm nhóm bệnh nhân đúng không. Đấy, kiểu kiểu như vậy, thì chúng ta phải giải thích cái điều đó ra đúng không. Nếu mà không giải thích mà chúng ta cứ tương vào, chúng ta cứ phân tích thì người ta không biết cái đấy là cái gì đúng không. Đấy. Rồi, và đến cuối cùng là cái phần quan trọng nhất là cái phần phương pháp thống kê. Thực ra thì phần nào cũng quan trọng nhưng mà phần này quan trọng nhất, nhưng cái phần phương pháp thống kê là cái phần mà hầu hết anh em mới làm nghiên cứu sẽ cảm thấy cực kỳ là bối rối mà không biết làm thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có cái này, chúng ta chưa có cái này. Thế tóm lại là khi mà chúng ta đã có cái tư duy hoặc là đã học về thống kê rồi thì cái phần này chúng ta viết nó rất là dễ. Đấy. Cái phần phương pháp thống kê này này là gì? Là chúng ta cần phải mô tả, chúng ta phải nói rõ là gì, chúng ta dùng các phương pháp thống kê gì, chúng ta dùng thống kê mô tả đối với biến gì, đúng không? Biến nào thì dùng thống kê mô tả, dùng sau đó thì chúng ta dùng là gì? Dùng trung bình, độ lệch chuẩn, hay là dùng phương hay là gì, hay là dùng là trung vị và khoảng tứ phân vị, kiểu kiểu như thế. Chúng ta dùng tần số và tỷ lệ đúng không, sau đó thì chúng ta cần phải nói là các cái test thống kê chúng ta dùng đối với những trường hợp nào thì chúng ta dùng như thế nào đúng không. Rồi thì mô hình hồi quy đúng không, chúng ta dùng mô hình hồi quy nào, dùng hồi hồi quy tuyến tính hay là hồi quy logistic đúng không. Rồi thì xử lý missing và các yếu tố nhiễu chúng ta xử lý như nào, kiểu kiểu như vậy. Rồi thì phần mềm nào, chúng ta sử dụng phần mềm nào để chúng ta thống kê, hoặc là thậm chí mình cần phải nói là gì, tôi sử dụng là phần mềm Epidata để gọi là nhập liệu đúng không, sau đó thì tôi xử lý phần mềm bằng Stata hoặc là SPSS hoặc là R, kiểu kiểu như vậy đúng không. Và chúng ta cần phải phát biểu là cái ngưỡng ý nghĩa thống kê. Đấy, thường chúng ta sẽ lấy là gì, trong ngành y của chúng ta sẽ lấy là 0,05 đúng không. Đấy, có người hiểu nôm na là như vậy.
Thế thì có một cái tư duy như thế này này, hầu hết anh em chúng ta, ngày xưa tôi cũng vậy, ngày xưa tôi cũng không khác gì như vậy đâu, khác gì anh em đâu, là chúng ta cứ làm đến đâu thì chúng ta mới đi học đến đấy. Thì bây giờ chúng ta cần phải thay đổi một chút để cho cái công việc của chúng ta nó trở nên đúng đắn hơn và nó chuẩn mực hơn. Đấy là chúng ta, nếu mà được thì chúng ta nên dành thời gian đi học trước, học để mình biết đã, biết sau đó thì chúng ta mới áp dụng vào cái công việc nghiên cứu của mình sẽ tốt hơn. Ví dụ như bây giờ thậm chí anh em chưa, gọi là gì, chưa có đề tài nghiên cứu đâu, nhưng mà chúng ta nên đi học về cái lớp về phương pháp nghiên cứu này đấy, hoặc là thậm chí chúng ta chưa cần có đề tài, chúng ta vẫn có thể học cái lớp mà về tạo bộ nhập liệu, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể nhập học cái lớp mà về tạo cái bệnh án nghiên cứu. Hoặc đặc biệt là gì, chúng ta chưa cần có đề tài, đúng không? Chưa còn cần có đề tài, chưa cần có số liệu, chúng ta cũng nên đi học cái lớp phương pháp thống kê, cái lớp mà phân tích thống kê, đúng không? Để chúng ta có cái tư duy. Thì khi chúng ta đã biết làm nghiên cứu mà chúng ta không biết biến số là gì, đúng không? Không biết phân loại biến số, đúng không? Rồi không biết các cái test thống kê, không biết được các cái mô hình hồi quy, không biết thế nào là missing, không biết thế nào là outlier, đúng không? Thì chúng ta nghiên cứu cái lỗi gì, đúng không? Thì nếu mà chúng ta không có những cái khái niệm đấy thì khi chúng ta cứ cứ bơ vơ, chúng ta cứ cứ ngây thơ đi vào nghiên cứu thì rõ ràng là gì? Là chúng ta sẽ bị sai lầm rất là nhiều. Ok, anh em thấy có hay không? Chia sẻ như vậy có được không? Thả tim cái để tôi cảm thấy có động lực tí nào. Ok. Rồi. Ok, thả tim đi, anh em thả tim cái. Anh em ở trên livestream thả tim cái. Ok. Bây giờ anh em nào có câu hỏi gì hoặc là anh em nào cảm thấy có điều gì đó mà không ưng ý thì có thể lên mic, đúng không? Hoặc là đánh cái phần chat này. Ok, thế tóm lại là cái video này tôi sẽ lưu lại ở trên trên fanpage của tôi nhé. Và sau đấy thì tôi sẽ lưu lại cái này và tôi sẽ đưa lên trên kênh YouTube của tôi để mọi người có thể ghi lại được những cái phần mà tôi vừa chia sẻ. Đấy, và nếu anh em nào nhanh tay nhanh chân thì có thể đưa máy ảnh, đúng không? Dùng dùng điện thoại ấy, đúng không? Có thể chụp lại những cái này, đúng không? Để chúng ta biết là chúng ta cần phải trình bày cái gì. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cái dàn bài cho phần phương pháp nghiên cứu nhé. Thì cái này nó là cái mà nó dựa trên cái kinh nghiệm của tôi thôi. Nếu anh em mà cảm thấy thấy đúng thì anh em có thể theo, còn không thì cũng không nhất thiết đâu, đúng không? Và đôi khi có những cái thầy cô hoặc là những cái cơ sở đào tạo khác nhau thì họ sẽ có những yêu cầu, những cái cấu trúc khác nhau, thì cái đấy thì tùy thôi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ nhé. Thì đây là một cái dàn bài của cho cái phần phương pháp nghiên cứu, thì tôi cũng đang hướng dẫn rất là nhiều các cái học sinh của tôi sử dụng cái dàn bài kiểu kiểu như này và đã rất là thành công rồi, kể cả viết các cái luận văn nghiên cứu sinh, rồi thì làm các cái bài báo quốc tế. Thế thì tất nhiên là đối với bài báo quốc tế thì nó sẽ đơn giản hơn, còn đối với lại cái phần mà khi mà chúng ta viết các cái luận văn luận án thì những cái phần này chúng ta phải viết kỹ hơn, đúng không? Thì đối với lại cái dàn bài thì chúng ta, theo tôi thì chúng ta nên viết theo cái cấu trúc như sau. Chúng ta có thể viết theo các cái khổ, hoặc là chúng ta có thể chia thành các cái đầu mục nhỏ gọi là các cái subtitle. À, có bạn Thanh thì bạn nói là cái lớp nhập liệu và lớp xử lý số liệu, thì cái lớp lớp nhập liệu đã học được một buổi rồi, thì đến lớp nhập liệu là tối thứ năm sẽ học buổi thứ hai. Đấy, nếu em muốn học ngay thì có thể học được, còn không thì chờ khóa sau. Lớp phân tích số liệu thì đã học được 3 buổi rồi, thì tóm lại phải chờ đến tháng sau gì đó, để khi nào có. Thế nhưng mà trước mắt thì em nên tham gia vào cái nhóm Zalo của tôi nhé. Cái nhóm Zalo tôi đã gửi rồi đấy. Đấy. Hoặc là tí nữa kết bạn với tôi theo cái số điện thoại của tôi nhé. Đấy, thì lúc nào có cái khóa mới thì tôi sẽ thông báo. Những cái khóa học đấy là những cái khóa học mà hết sức thú vị, toàn những là kiến thức, gọi là gì, những cái kiến thức rất là chắt lọc. Tôi hướng dẫn anh em là làm được việc, đúng không? Học xong là làm được việc. Ok, giờ quay lại cái phần dàn bài nhá. Và chỉ có cái khóa mà sắp tới, cái khóa mà bác sĩ nghiên cứu khoa học sắp tới là vào ngày mùng 1 tháng 4, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ thông tin nhé. Đấy. Ở trong này mà trong này có một số bạn bạn đang học cái khóa đấy rồi đấy. 0912100500 này nhá. Đây số điện thoại này. Đấy, anh em nào chưa có số điện thoại của tôi thì ghi vào nhá. Đây. Đây số của tôi đây nhá. Đấy.
Tí nữa tôi sẽ chia sẻ về cái khóa mà bác sĩ nghiên cứu khoa học. Đấy, khóa đấy thì anh em bác sĩ có thể học được và anh em trong ngành y là có thể học được. Chỉ có lưu ý một chút là một số anh em sinh viên thì cũng không nên học, bởi vì anh em sinh viên thì chưa có nhiều các cái kỹ năng, chưa chưa nhiều chưa có nhiều thực tế, nên là học những cái khóa đấy thì thực ra thì học thì cũng được, nhưng mà tóm lại là tôi cố gắng đi làm đi đã, sau đó thì quay lại gặp tôi đúng không, chưa muộn, tôi còn dạy nhiều mà. Ok, thực ra thì tôi muốn dạy cho những anh em mà đang thực tế và đang thực sự cần, thế còn anh em sinh viên thì bây giờ đang cuộc sống đang rất là mơ mộng nên tập trung vào các cái công việc chuyên môn nhá. Ghi cho em ơi, đấy nhá, ai nhớ số điện thoại của tôi thì đánh lại trên phần chat của tôi cả. Tôi nói lại cái phần này một chút nhá, nói lại cái phần này nhá. Đấy, dàn bài này thì bây giờ dàn bài nhá, dàn bài cho cái phần phương pháp nghiên cứu này thì sẽ bao gồm là gì? Chúng ta nên là viết theo các cái khổ nhé, các cái paragraph, hoặc là chúng ta sẽ viết theo những cái subtitle. Chúng ta sẽ có cái phần gọi là gì, cái phần tiếng Việt nó gọi là gì, subtitle, viết là tiếng Việt chúng ta dịch là cái gì đó, thì tóm lại là những cái kiểu như các cái đầu mục nhỏ đúng không. Chúng ta có đầu mục lớn là gì, là phương pháp nghiên cứu này. Đấy, ví dụ như đến cái phần phương pháp nghiên cứu là phần là chương chương 2 rồi đúng không, chương đúng rồi, đến chương 2, chương 1 là tổng quan này, chương 2 là phương pháp nghiên cứu này đúng không. Chúng ta sẽ có 2.1 là bối cảnh và thiết kế nghiên cứu đúng không. Thì chúng ta sẽ nói là tôi tiến hành nghiên cứu này ở bệnh viện Bạch Mai, hoặc là ở bệnh viện Việt Đức, hoặc là ở đâu đó đúng không. Đấy, sau đó thì như thế nào đấy đúng không, thời gian là từ đâu đến đâu các thứ đúng không, để tôi sử dụng là cái thiết kế nghiên cứu là gì đúng không, nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu bệnh chứng hoặc cái gì đó đúng không. Đấy, sau đó thì chúng ta đến cái phần tiếp theo là gì, là đối tượng nghiên cứu này. Đấy, tiếp đến là gì, chúng ta nói về phần tính toán cơ mẫu này đúng không. Đấy, chúng ta nói về phần biến số nghiên cứu này. Đấy, đôi khi là nếu mà khi chúng ta viết bài viết viết bài báo ấy thì chúng ta sẽ không cần kẻ bảng đúng không, còn lại khi mà chúng ta trình bày ở trong luận văn luận án ấy, thì có thể chúng ta sẽ kẻ bảng giống như tôi vừa nói lúc nãy này. Rồi thì chúng ta sẽ, nếu mà trong các biến số đó nó có các cái cách mà đo lường đặc biệt đúng không, ví dụ như là chúng ta cần phải lấy một cái xét nghiệm gì đó này, hoặc là chúng ta đưa các cái ngưỡng gì đó chẳng hạn, hoặc là chúng ta lấy các cái chỉ số chúng ta tính toán với nhau đúng không, thì chúng ta sẽ cần phải nói về cái phần phương pháp đấy. Rồi, và tiếp theo là gì? Và tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải nói về cái phương pháp chọn mẫu, trong tiếng Anh nó gọi là data collection đấy, là chúng ta chọn mẫu như nào, chúng ta lấy các cái đối tượng vào trong nghiên cứu của chúng ta như thế nào, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái mục nữa là về sai số. Đấy, chúng ta phải trình bày là các cái loại sai số này và cách mà chúng ta khống chế các cái sai số đó, được chưa? Và đến cuối phần cuối cùng là gì, là phương pháp thống kê. Phương pháp thống kê thì giống như là tôi vừa nói đấy, đấy là chúng ta làm các cái phương pháp thống kê gì thì chúng ta cần phải nêu nêu rõ ở trong đó. Thì đây là cái dàn bài nhé, đây là cái dàn bài cơ bản, tất nhiên là nó sẽ có những cái thay đổi khác nữa đấy. Đặc biệt là gì, tôi biết là ở đây hầu hết anh em chúng ta đều là những cái người mới làm nghiên cứu, và những cái nghiên cứu của chúng ta thì thường sẽ tập trung nhiều vào các cái nghiên cứu gọi dạng quan sát, và cái dàn bài này thì nó sẽ phù hợp hơn đối với lại là những cái bạn mà làm về cái thiết kế nghiên cứu, là thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Thế còn đối với nghiên cứu mà bệnh chứng chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một thêm cái phần nữa là chúng ta chọn nhóm bệnh, chọn nhóm chứng như nào, hoặc là nếu mà anh em nào mà cao cấp hơn thì làm các cái nghiên cứu liên quan đến thử nghiệm lâm sàng thì chúng ta sẽ phải có cái phần gọi là phân bố ngẫu nhiên đúng không. Chúng ta sẽ phân bố, chúng ta tuyển bệnh nhân như nào và chúng ta phân bố ngẫu nhiên cái nhóm đối tượng vào nhóm nào đấy đúng không. Rồi thì chúng ta phải nói thêm cái phần làm mù đúng không, mù đơn, mù đôi, mù ba gì đó đó đúng không. Đấy thì ok, đấy là tôi nói chung chung như vậy. Thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh em một số kinh nghiệm để trong trường hợp là chúng ta rơi vào những cái thiết kế nghiên cứu khác nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động để chúng ta có thể tạo ra cho mình cái phần này nó chuẩn mực nhất đúng không. Đấy. Rồi. Đấy thì bây giờ tôi sẽ nói lại cho anh em một chút về cái sơ đồ về thiết kế nghiên cứu này nhá. Thì cái này tôi cũng đã nói ở trên một cái bài ở trên kênh YouTube của tôi rồi đấy, thì mọi người có thể xem thêm. Đấy. Thì đối với thiết kế nghiên cứu thì chúng ta sẽ có hai loại chính, là nghiên cứu thiết kế mà dạng quan sát và cái thứ hai là dạng can thiệp đúng không? Cái nhóm quan sát và nhóm can thiệp. Nhóm quan sát là gì? Tức là chúng ta chỉ có
chỉ có đứng ở ngoài chúng ta quan sát thôi. Cái việc nó diễn ra thì đấy là việc của nó, đúng không? Thế còn can thiệp là gì? Can thiệp là chúng ta cần phải có một cái tác động nào nào vào với cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta cho người ta uống thuốc, hoặc chúng ta có một cái phương pháp nào đó mổ xẻ mới trên cái nhóm đối tượng đấy, hoặc là gì, hoặc là chúng ta có một cái liệu pháp gì đấy chẳng hạn, đúng không? Đấy thì cái này là gọi là gì, là can thiệp quan sát này, đúng không? Thì trong quan sát này thì nó sẽ phân ra thành hai nhóm, đúng không? Nếu mà có nhóm so sánh thì nó gọi là nghiên cứu phân tích, thế còn nếu mà không so sánh thì nó gọi là thuần túy là mô tả, đúng không? Thì trong cái nhóm mô tả này thì nó sẽ có một loạt ca bệnh và nghiên cứu căn ngang. Thế còn trong cái nghiên cứu mà cái nhóm phân tích này thì nó có bệnh chứng và thuần tập, đúng không? Ở bên can thiệp này này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là ngẫu nhiên phân phân bố cái nhóm đối tượng vào ngẫu nhiên thành hai nhóm hay là không, đúng không? Nếu mà ngẫu nhiên phân bố ngẫu nhiên thì nó gọi là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, thì cái này hiện nay nó cho chúng ta cái bằng chứng, một cái bằng chứng nghiên cứu là tốt nhất này. Còn trong trường hợp mà không phân bố ngẫu nhiên thì nó gọi là không thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên, hay người ta còn gọi là cái gọi là bán thử nghiệm, đúng không? Bán thử nghiệm lâm sàng, đúng không? Đấy. Trong này nó có ngoài cái việc là phân bố cũng ngẫu nhiên không ngẫu nhiên ra thì nó còn có một cái gọi là gì, đôi khi chúng ta đưa vào các gọi là nghiên cứu trước sau, rồi thì một số các loại nghiên cứu khác đấy. Tôi đã có một cái video về cái này rồi nhá, về cái gọi là bán thử nghiệm lâm sàng hay là giả thử nghiệm lâm sàng, thì anh em có thể xem thêm nhé, anh em có thể xem thêm rồi đấy. Thì bây giờ quay lại cái câu chuyện là gì, đối với anh em chúng ta mới làm nghiên cứu thì đây là lời khuyên rất là chân thành đấy, còn lại tùy anh em, năng lực của anh em và cái gì nhỉ, cái khả năng của anh em thì tôi không biết được, vì tôi không biết anh em là ai, nên là tôi cũng không, tùy từng trường hợp cụ thể thì mới có thể khuyên được những cái lời khuyên cụ thể. Thế nhưng mà nhìn chung nhá, nhìn chung đối với anh em mà mới làm nghiên cứu ấy thì tôi khuyên là mọi người chỉ nên đi theo cái nhóm này này, cái nhóm này thì chắc chắn rồi, và hai nữa là anh em nào mà cao cấp hơn một chút thì mọi người sẽ làm đến cái nghiên cứu bệnh chứng này. Thế còn nghiên cứu thuần tập và kể cả cái mảng bên này này thì nó sẽ nghiên cứu thuần tập thì nó sẽ cần chúng ta phải có rất là nhiều thời gian, bởi vì là cái này chúng ta phải theo dõi dòng mà, thường mất khoảng chắc là phải vài vài tháng đến có vài năm, đúng không? Có khi cả chục năm thì nó mới ra được kết quả. Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ nguồn lực và có đủ thời gian để làm việc đó rồi. Tiếp theo này là liên quan đến các cái thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm lâm sàng là chúng ta sẽ cần phải tác động vào một cái đối tượng nghiên cứu, và đôi khi chúng ta dùng một cái phương pháp gì đó mới, đúng không? Thì khi các cái thử nghiệm lâm sàng này thường là nó sẽ cái thiết kế nghiên cứu nó sẽ phức tạp hơn này, và các cái quy trình nghiên cứu này, rồi thì liên quan đến đạo đức nghiên cứu nữa đấy, và một cái nữa là liên quan đến nguồn lực, đúng không? Thường chúng ta sẽ phải tốn kém cái nguồn lực rất lớn khi mà muốn làm thực sự làm các cái thử nghiệm lâm sàng này nhé, và cái phần phân tích thống kê các thứ nó thì nó cũng không hề dễ đối với anh em mà mới làm nghiên cứu đấy. Thì tôi thường nói là gì, các cái thử nghiệm lâm sàng thì chúng ta thường phải đối mặt với ba thứ. Cái thứ nhất là liên quan đến đạo đức nghiên cứu này, cái thứ hai là liên quan đến phần chuyên môn, và cái thứ ba nữa là liên quan đến đến gọi là gì, đến pháp luật đấy. Đến 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 pháp luật, nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ liên quan đến cả cái vấn đề về pháp luật nữa, bởi vì là khi mà chúng ta can thiệp một cái thứ vào cho bệnh nhân, nếu mà không sao thì không sao, thế nhưng mà nếu mà giả sử như nó xảy ra vấn đề gì đó thì rõ ràng là nó sẽ liên quan đến các vấn đề về chuyên môn, đúng không? Và xa hơn nữa thì chúng ta biết rồi. Đấy. Ok. Đấy, tùy nhá, cái này là tôi chia sẻ thế thôi, còn lại anh em, nhiều anh em mà cảm thấy không đúng thì cũng không cần theo nhá. Đấy. Ok. Đấy, thực ra thì nói cho anh em thêm một cái bí mật nữa là gì? Thực ra cái mà tôi vừa nói ấy, nó cũng chả là cái gì cao xa cả, mà tôi cũng chả tài giỏi gì để tôi tự nghĩ ra cái đấy. Thực ra cái mà tôi nói với anh em ấy là tôi cũng học từ một cái thứ, nó gọi là một cái nó viết tắt này, từ chốt này, nó gọi là chốt checklist. À, cái này thì nó có trên mạng nhé, tí nữa tôi sẽ chỉ cho anh em. Thì cái chốt checklist này này, tất nhiên là để mà nói cho anh em những cái thứ mà trước trước đấy thì tôi đã có trải nghiệm rồi, và từ trải nghiệm đấy thì tôi mới đúc rút ra được cái đấy. Thế còn lại nếu anh em mà chưa có trải nghiệm mà nhìn vào đây thì đôi khi cũng cảm thấy rất là khó hiểu, đúng không? Nhưng mà nhìn chung là gì, nó là một cái gì đó nó đã có rồi, và nó theo một cái chuẩn mực quốc tế, và cái chuẩn mực quốc tế này thì các tạp chí trên thế giới hoặc là các cái cơ sở đào tạo uy tín ở trên thế giới thì mà liên quan đến nghiên cứu thì họ sẽ theo, đúng không? Họ sẽ theo cái này,
Nên chính vì vậy nên là chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải theo thế thôi, đúng không? Đấy. Ok, thì mọi người thấy là phần method này đúng không? Đấy, tôi trình bày lúc nãy đấy đúng không? Đấy, thì nó theo cái cấu trúc như này thôi đúng không? Nhưng mà tôi diễn giải ra để cho anh em dễ hiểu. Đấy. Thầy khái quát giúp em sự khác biệt giữa nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu bệnh chứng. Ok, cái đấy thì nó không phải là cái nội dung chính của cái buổi livestream này, nên là nếu mà tí nữa cuối giờ có thời gian này tôi sẽ nói thêm. Còn lại cái cắt ngang của bệnh chứng như nào thì mọi người có thể lên mạng đánh chữ gọi là gì, nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu bệnh chứng, rất nhiều trên đó đúng không? Đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ nói về cái phần này nhá. Nói về cái này nhá. Cái này từ đâu có này? Thì anh em sẽ vào cái trang web này cho tôi. Đấy, trang web này. Nó gọi là Equator Network nhá. Equator Network này. Đấy, thì tất cả nó có trên này. Cái này nó là một cái trang, nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái chất lượng của các cái nghiên cứu, hay là gì, nó gọi là reporting guideline, yeah. Enhance quality and transparency of health research, tức là nó sẽ tăng cường cái chất lượng và tính minh bạch của các nghiên cứu, trong các nghiên cứu về sức khỏe, health research mà, đúng không? Thì mọi người thấy ở đây này, nó sẽ có các cái guideline, các cái hướng dẫn. Giả sử như là chúng ta làm thử nghiệm lâm sàng thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái gọi là consort. Thế còn nếu mà các nghiên cứu quan sát thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là CHOP. CHOP là cái tôi vừa giới thiệu đấy. Đấy, còn lại gì? Nếu mà chúng ta làm các cái loại khác, ví dụ như là nghiên cứu mà để làm các cái kit xét nghiệm này, đúng không? Thì chúng ta dùng cái này. K report thì dùng cái này, đấy, kiểu kiểu như vậy. Tôi copy cái này nhá. Gửi cái này cho anh em nhá. Gửi anh em trên xem trên livestream nhá. Đấy, và gửi cho anh em ở trong lớp nhá. Đấy. Thế còn rồi. Đấy thì anh em chỉ cần kích vào đây thôi, kích vào đây thôi nhá. Kích vào đây là có thể lấy được nó về đúng không? Một cách rất là dễ dàng. Đây, mọi người nhìn thấy cái checklist này, kích vào đây một cái này. Đấy thì nó sẽ tải về nhá. Tải về sau đó chúng ta sẽ mở ra nhá. Thì đây chính là đối với thử nghiệm lâm sàng này. Đấy, mở ra cái thì nó sẽ ra cái phần gọi là thử nghiệm lâm sàng. Đấy, nôm na như vậy thôi, rất là dễ. Ok, thì bây giờ còn mấy phút nữa thì tôi sẽ vì bởi vì một số bạn quan tâm đúng không? Thì tôi giới thiệu anh em cái khóa học mà bác sĩ nghiên cứu khoa học. Cái khóa học này là cái khóa học rất là cơ bản. Nếu nếu mà anh em cảm thấy rằng là chưa có ý tưởng nghiên cứu này, hoặc là chúng ta có ý tưởng nghiên cứu rồi nhưng mà vẫn lơ tơ mơ, không biết là cái vấn đề nghiên cứu là gì, đối tượng nghiên cứu là gì này. Này, anh em chưa biết cách tìm cái tài liệu nghiên cứu này, chưa biết lựa chọn cái thiết kế nghiên cứu, không biết phân biệt các loại thiết kế nghiên cứu như nào đúng không? Rồi thì vẫn loay hoay về cái việc mà trích dẫn tài liệu, tính toán cơ mẫu, chọn mẫu đúng không? Đấy, trong đầu mà bây giờ vẫn cứ gọi là gì, chọn mẫu thuận tiện đúng không? Đấy. Rồi thì không biết cách phát triển cái đề cương nghiên cứu như nào, thì đây chính là cái khóa học đầu tiên và rất là quan trọng đối với anh em để anh em có thể học. Ở trong lớp này có một số bạn đã từng học rồi. Anh em trong này có ai học cái khóa này giơ tay thôi cái, hoặc là thả tim hoặc đánh số 1. Anh em nào học khóa học này rồi đánh số 1 cho tôi biết này. Đấy. Thì anh em có thể hỏi hỏi các bạn ấy xem là có nên học khóa học này không, đúng không? Đấy. Rất nhiều anh em học khóa học này, và khi mọi người học cái khóa học này thì mọi người đã thực sự có cái tư duy về nghiên cứu. Khóa học này là cái khóa học rất là rẻ, 5 buổi có 1 triệu thôi. Mọi người biết rồi đấy, bây giờ chúng ta nuôi con, anh em nào có con nhỏ đúng không? Đi học tiếng Anh một tối là trả 400 đến 600 ngàn một tối rồi. Đây chúng ta học 5 tối mà có 1 triệu, rất là rẻ mà học được rất là nhiều thứ. Anh em học xong khóa học này thì sẽ được rất là nhiều, mà những cái thứ anh em có được ấy, thì đôi khi là ngoài cả cái tưởng tượng của anh em nữa. Nên là đấy, anh em nào mà muốn học khóa học này nhá, thì sẽ học vào ngày mùng 1 tháng 4 tới, mùng 1 tháng 4 tới, mùng 1 tháng 4 vào tối thứ, mùng 1 tháng 4 là tối thứ 6 hay sao, tôi không nhớ lắm, 1 tháng 4 nhá. Thì kết bạn với tôi nhé, kết bạn Zalo với tôi, sau đó tôi sẽ gửi thông tin cho để có thể đăng ký. Và đây là mấy cái quà tặng mà tôi chia sẻ đấy. Học khóa đấy được tặng cái khóa tận 2 triệu, khóa online viết và xuất bản quốc tế này đúng không, và rất là nhiều các cái tài liệu khác đúng không. Thực ra thì cái này nó cũng không quá quan trọng, nhưng quan trọng là anh em
thu được những cái điều rất là tuyệt vời khi mà tham gia với cái khóa học này. Quan trọng nhất là chúng ta phân biệt được vấn đề nghiên cứu là gì và đối tượng nghiên cứu là gì, đúng không? Xác định được vấn đề nghiên cứu, và trong khóa học thì tôi sẽ chữa bài cho này, và sau khi kết thúc khóa học thì tôi vẫn hỗ trợ tiếp, đúng không? Hỗ trợ trọn đời, đúng không? Lifetime support, lifetime support. Anh em sẽ được tham gia vào nhóm Zalo VIP để tôi hỗ trợ trọn đời, được chưa? Ok, có ai hỏi gì không nhỉ? Nói chơi chơi vậy thôi. Đây, đây là số điện thoại tôi nhé. Rồi còn ít phút nữa, cuối giờ anh em nào hỏi thì hỏi nhé, lên mic hỏi. Cố gắng hỏi về phần phương pháp nghiên cứu đi. Để sau tôi sẽ trả lời. Ok. Anh em trên livestream có hỏi gì không thì đánh câu hỏi lên. Alo. Alo. Có ai hỏi gì không nhỉ? Cho thầy thầy cho em hỏi thì được không ạ? Hỏi đi, thoải mái mà. Còn Dạ mấy phút vâng, nữa. thầy. Vâng, nhất là em rất là cảm ơn thầy, em theo dõi nhiều bài của thầy rất là hay. Hay là em có đang muốn xin ý kiến thầy, tại vì nếu mà tính cái cỡ mẫu nghiên cứu đấy, ví dụ mình dựa vào một cái nghiên cứu khác, chẳng hạn em làm một nghiên cứu đối với lại người Việt Nam về cái tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP trong đối với những người Việt Nam ấy, thì em dựa vào một cái nghiên cứu khác để em lấy ước ước chừng là cái tỷ lệ nhiễm HP là tầm 67%, thì em nhân với dân số Việt Nam là hiện tại là tầm 95 triệu người thì ra khoảng xấp xỉ 400 mẫu ấy, thì tính như vậy có được không ạ? Sao lại nhân được với lại cơ mẫu của Việt Nam là sao? Sao lại nhân Tức là cơ em mẫu của Việt tính cái để em chọn được cái cỡ mẫu thuận tiện, thì em cỡ mẫu đây em sẽ tính được hai cái thời gian, là một cái thời gian là hồi cứu và một cái là tiến cứu ấy, thì em tính Nam? cái giá n số lẫu là em sẽ dựa vào một cái nghiên cứu là nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HP của người Việt Nam là 67%. Bây giờ Tỷ nhá, lệ hỏi này cho nhanh này, hỏi này nhanh này. Cái đề tài đấy là đề tài gì? Đề tài cơ sở hay là đề tài sau đại học? dạ đề tài nghiên cứu sinh thì ạ. Nghiên cứu sinh. Tên đã bảo vệ đề cương chưa? Dạ em bảo vệ đề cương ạ, nhưng mà em đến lúc Bảo vệ rồi á, thế bảo vệ lâu chưa, đã vào lấy số liệu chưa? dạ em bắt đầu lấy số liệu. Ui, này thế mà tầm này vẫn còn lơ tơ mơ, học ngay cái khóa bác sĩ nghiên cứu khoa học cho tôi. Vâng, Trong em cũng đấy sẽ em có ý định là đăng ký lại, nhưng em muốn hỏi thầy cái... mày đăng ký đi, mày khóa dạ lấy nó mới trả lời được cái câu hỏi đấy. Bây giờ tầm này vẫn còn lơ tơ mơ về cái đấy là chết, đúng không? Thì dạ bây giờ trả lời nhá, để tùy thôi. Đăng ký thì đăng ký, tôi cũng không nói như dạ vậy, nói như vậy là để giúp em thôi, chứ còn lại cũng không nhất thiết phải học, đúng không? Đấy, nếu nếu mà có học được thì tốt, tôi sẽ hỗ trợ sâu hơn. Đấy, nhưng mà trả lời như này là khi mà em tính cỡ mẫu đấy, em tính tỷ lệ đúng không? Tính tỷ lệ thì em sẽ sử dụng là cái công thức là cỡ mẫu một tỷ lệ, đúng Dạ không? Độ vâng ạ. chính xác tuyệt đối hay là tương đối, đúng không? Dùng cái p, đúng không? Z một trừ alpha trên 2 p một trừ p, đúng không? Trên trên d bình phương, hoặc là trên p nhân với lại epsilon, đúng không? Đại loại như Đúng vậy, đúng không? rồi. Thì bây giờ cái mà em băn khoăn ấy là em dùng p nào, chọn p nào để tính toán, đúng không? Thì em sẽ dùng là p của các nghiên cứu trước, đúng không? Và khi Vâng em ạ. tính vào thì nó hơi bối rối, là mình không biết được là cái cỡ mẫu thiếu hay đủ, đúng không? Nói đây Dạ vâng mấy bạn K18 bạn sẽ cười cười nhá, bạn biết hết rồi. Thôi Dạ. được rồi, ok nhá. Thì em sẽ phải, cái đấy em sẽ phải có tư duy một chút, nhưng mà bây giờ tôi sẽ không nói về cái tư duy kia đâu. Tư duy kia là cái tư duy nó sẽ nói ở đây mọi người sẽ không hiểu, đúng không? Thế nhưng mà tôi chỉ nói về cái tư duy là làm sao để chọn ra cái p. Cái p đấy nó có hai cách. Một, em dùng là p là một cái nghiên cứu trước nó cùng điều kiện hoàn cảnh với em này, cái đấy rõ này. Cái thứ Dạ. hai nữa là gì, nếu mà không có cái p nào thì em dùng là gì, người ta định hướng là em dùng 50%, tức là lấy p bằng 0,5 này, được chưa? Và cái Dạ. loại thứ ba nữa là gì, là cái này mà tôi khuyên mọi người nên làm nhất để cho nó sát với thực tế của mình, đó là em nên lấy một cái lượng, một cái nhóm nhỏ, ví dụ như từ 30 đến 50 trường hợp gì đấy chẳng hạn, sau đó em Dạ. tính đấy. Đấy thì nó gọi là gì, nghiên cứu thử. Đấy, nghiên cứu cứu thử cho một nhóm đối tượng, sau đó mình có thể lấy cái p đấy để mình đưa vào cái tính toán cơ mẫu của mình. Thế là ok, thế nhá. Vâng ạ, Đấy, vâng hỏi em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Vâng ạ, có gì ok. em sẽ cốt thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Học đi, phải học cái khóa kia đi, không Ạ. học tôi cũng được, còn không thì học bất kỳ thầy cô nào dạy về phương pháp nghiên cứu để mình sáng về cái phương pháp nghiên cứu, đúng không? Vâng ạ. Ok Đây, rồi, em anh hỏi gì cảm không? ơn thầy. Thầy ơi, thầy cho em hỏi ạ. Trang Dạ, Trang thầy em học lúc của thầy nhưng mà chưa tới bài đấy. K19 đúng không? Em Vâng ạ. K19, Vâng ạ. K19 thì đến
đến buổi thứ tư. Buổi thứ tư sẽ học cái đấy. Nhưng mà thầy ơi, em đang cần quá, em muốn hỏi thầy cho dễ. Cần tư vấn riêng nhé, cần tư vấn riêng, cần thì nhắn tin Và tư vấn riêng, giúp giúp riêng. Cơ em mẫu nó cảm là ơn. trường hợp đặc thù, không thể có cái chung cho tất cả mọi người, đúng Và không? em Thì cảm ơn em lúc nào đấy thì hỏi riêng tôi chat với tôi hoặc là gọi điện cho tôi nhé, tôi trả thầy. lời ngay. Và em cảm ơn thầy nhiều. Anh em hỏi tiếp đi. Đấy. Thực ra cái đấy nó chả có gì là ấy cả, nhưng mà chẳng chẳng qua nó là gì, nó chẳng qua nó là cái trường hợp cụ thể, nói trường hợp cụ thể tôi giúp phát xong ngay, thế là xong. Lý thuyết dài lằng loằng đúng không? Rồi, ai hỏi gì nữa ông hỏi đi. Còn 7 phút nữa. Sau đây thì tôi lại phải dạy một cái lớp 1-1, có một bạn học riêng với tôi. Thầy ơi, cái lớp 11 kia kinh phí có đắt không? À, riêng cứ Chứ hỏi, học 11 chắc là chất lượng lắm đấy hỏi riêng đi, hỏi riêng đi, hỏi riêng nhỉ? lớp một một Và một là lớp cao cấp rồi. Lớp một một là kèm 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 từng ly từng tí, đi với tôi có bạn học cả năm. Ok, có ai hỏi gì nữa không? Thì anh em nào không hỏi gì thì mà anh em nào mà lăn tăn về nghiên cứu nhá, băn khoăn về nghiên cứu học khóa này là khóa cực kỳ rẻ. Khóa này là cái khóa mà nếu mà tôi dạy ở các cái bệnh viện hoặc là viện nghiên cứu thì nó học phí của nó gấp 5 lần như thế này nhá, 5 lần như thế này, 5 triệu một người. Nhưng khóa này là khóa mà tôi giảm tối đa để nhiều người có thể tiếp cận được. Học khóa này rất hay. Khóa học này chính chính bản thân tôi tạo ra mà tôi cũng cảm thấy là thú vị, bởi vì ngày xưa tôi cũng muốn có khóa học này mà tôi cũng tìm mãi không thấy. Và đặc biệt là gì? Là anh em được hỗ trợ, được chữa bài đúng không? Đấy. Ok. Chị hỏi dễ thương. Ok. Rồi thế nhá, anh em không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi học tối thứ ba tuần sau nhá. Anh em thả tim cái để tôi biết là cái buổi chia sẻ này nó cũng mang lại lợi ích gì đó cho anh em đúng không? Tôi cố gắng nhá. Đấy. Nghiên cứu nó không thể ngày một ngày hai được, nó dần dần đúng không? Nó sẽ tích tích lũy dần dần. Thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm các cái buổi mà chia sẻ nó rất là phù hợp và nó rất là liên quan đến anh em đúng không? Để chúng ta cuối cùng là gì? Chúng ta nâng cao được cái năng lực nghiên cứu của chúng ta đúng không? Đưa Việt Nam chúng ta ngang tầm với lại các nước trong khu vực và quốc tế. Ok, chào anh em nhé. Hẹn gặp lại. em chào thầy ạ em chào thầy à, cảm ơn thầy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.